Chào anh em nhé. Nay mình nay ngày 30 ngày cuối tháng. Đấy, mình đóng hàng đi cho khách đây. Đấy, hàng mình đi ngày nào cũng rất nhiều nhá. Hàng đi motor IC. Đây là hàng này nhà em là hàng motor đẩy thuyền 3 pha không chổi than nhé. Đi rất nhiều nhá, ngày nào cũng vậy. Và ở trên kia anh em cũng đang đang đấu điện ở trên kia nhá. Đây nữa này, chúng là lúc nào hàng đi hàng về cũng ổn ngang. Nhà mình hơi chặt tí nên là đóng hàng sau là toàn phải xếp gọn vào góc đấy. Đấy, xếp gọn vào nên là. Anh em mình ai có nhu cầu sử dụng máy chạy chuồng 12V 24V 3 pha không chổi than, hàng siêu bền, và bên em làm thì uy tín chất lượng và giá cả thì rẻ, nói chung là rẻ, phù hợp với túi tiền tất cả mọi người nhé. Cái này một cái sản phẩm gọi là hữu ích cho anh em nghề sông nước. Ai cũng cần có một cái để hỗ trợ mình đi làm cho nó đỡ vất vả. Giá thành thì rẻ mà nó hỗ trợ mình rất là nhiều trong công việc nhé. Nên là anh em mình ai có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì liên hệ số điện thoại 0989 166 263 hoặc đăng ký kênh để theo dõi và xem các video hướng dẫn sử dụng cái loại này qua kênh YouTube là Dân Cơ Khí nhé. Xin chào anh em.